Ngày 6 tháng 10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới Quảng Bình cho biết vừa trình báo cơ quan chức năng việc kẻ gian đột nhập bệnh viện trộm tiền trong thùng quyên góp ủng hộ bệnh nhân nghèo. Theo đó, vụ việc được camera an ninh của bệnh viện ghi lại. Khoảng chiều ngày 5 tháng 10, thùng đựng tiền quyên góp hỗ trợ bệnh nhân nghèo đặt tại căng tin khoa dinh dưỡng bị một người trùm kính đầu đột nhập vào ôm đi. Sau đó, người này ôm thùng đựng tiền đến một khu vực khác rồi lấy đi số tiền bên trong hiện chưa biết chính xác tổng số tiền trong thùng nhưng ước tính số tiền bị trộm khoảng nhiều triệu đồng được biết những năm qua nguồn tiền quyên góp này đã được hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện giúp đỡ được rất nhiều người